Xin chào anh chị và các bạn. Video hôm nay em sẽ hướng dẫn anh chị cách xem mật khẩu đã lưu trên Chrome, trên Cốc Cốc hay trên Microsoft Edge. Điều này có hữu ích khi chúng ta chuyển qua máy tính khác, nhưng mật khẩu lại được lưu trên máy cũ mà chúng ta không nhớ. Không chỉ mật khẩu trang thuế điện tử, mà đối với các trang web khác, nếu anh chị đã lưu mật khẩu thì đều có thể xem lại được. Để xem mật khẩu trên Google Chrome, anh chị làm như sau. Anh chị mở trình duyệt Chrome lên, phía trên cùng, bên góc phải có một ba chấm. Anh chị nhấn vào và kéo xuống dưới cùng. Chọn dòng cài đặt. Anh chị chọn vào dòng tự động điền và mật khẩu. Chọn tiếp vào dòng trình quản lý mật khẩu. Ở màn hình này sẽ liệt kê tất cả các trang web mà chúng ta đã sử dụng và có lưu mật khẩu. Để tìm mật khẩu đối với trang thuế điện tử thì anh chị tìm dòng có chữ grt.gov.vn và nhấn vào. Màn hình này là yêu cầu điền mật khẩu đăng nhập của máy tính, nếu máy tính của chúng ta có dùng mật khẩu bảo vệ. Nếu anh chị làm dịch vụ kế toán thì có thể lưu mật khẩu cho nhiều công ty, thì anh chị chọn mã số đấy mình muốn xem, rồi bấm vào biểu tượng hình con mắt để hiện mật khẩu cần xem. Muốn xem lại mật khẩu Facebook đã lưu thì anh chị nhấn vào và bấm xem. Các trang khác anh chị cứ nhấn vào để xem là được. Tiếp theo là cách xem mật khẩu đã lưu trên Cốc Cốc. Cũng gần tương tự cách xem mật khẩu đã lưu trên Chrome, anh chị làm như sau. Anh chị mở trình duyệt Cốc Cốc lên, bấm vào mục có ba gạch bên phải, kéo xuống dưới cùng, chọn cài đặt. Chọn dòng tự động điền và mật khẩu. Chọn trình quản lý mật khẩu và bấm vào các trang web mình đã lưu mật khẩu để xem. Màn hình này yêu cầu điền cả tên user của máy tính và mật khẩu đăng nhập. User máy tính có thể chúng ta khó nhớ để điền vào, thì anh chị chọn chữ MoChoice. Nhấn vào dòng thứ hai là PIN. Chỉ cần điền mật khẩu thôi là được. Anh chị nhấn vào hình con mắt để hiện mật khẩu ra. Cuối cùng là cách xem mật khẩu đã lưu trên Microsoft Edge. Thì việc thao tác hơi khác hơn so với Chrome hay Cốc Cốc. Anh chị cũng mở trình duyệt Microsoft Edge lên, chọn một ba chấm trên cùng. Chọn dòng Setting. Tiếp theo anh chị chọn tab đầu tiên là Profile. Kéo xuống dưới cùng chọn dòng Password. Màn hình này sẽ liệt kê tất cả các trang web chúng ta đã lưu mật khẩu. Muốn xem lưu trang nào thì anh chị chỉ việc nhấn vào là được. Anh chị cũng điền mật khẩu của máy tính vào. Tiếp theo anh chị nhấn vào hình con mắt để xem lại mật khẩu nhé. Video hướng dẫn cách xem mật khẩu đã lưu trên Chrome, trên Cốc Cốc hay trên Microsoft Edge đến đây em xin được kết thúc. Nếu thấy video hữu ích, anh chị hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và nhấn đăng ký kênh giúp em nhé.